Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đến nhà hacker này, là hacker trời mưa vẫn ra trời mưa đứng nha. Hacker hôm nay mình có bộ quần áo màu xanh nha, hoành tráng không mọi người ơi. Bộ quần áo này không ai có luôn mọi người nha. Mọi người, ui sao sao không? Không sao hả? Thôi mưa vào nhà đi, trời hacker nhỏ đây, san ở ngoài đây mọi người nha. Lấy cái áo mưa chia cái xe ướt rồi. Đây, đó, hôm nay trời rất là mưa luôn. Hiện tại thì hôm nay chỉ có mình san thôi và hacker ở nhà thôi mọi người nhá. Sao hacker? Hacker làm gì á? Chơi nước. Chơi nước á? Hacker nhỏ chỉ thích chơi nước thôi mọi người. Cho mọi người vào thăm nơi ở của đây là hacker nhỏ chỉ thích chơi nước thôi mọi người. Mình sẽ chơi cái gì đây? Chơi gì á? Hả? Chơi gì? Chơi con bóng. Chơi con bóng hả? Chơi con bóng cho Sam chơi với. Hả? Chơi xem với. Chơi thế nào? Không biết trời. Ủa đây, chơi cái gì đấy? Cái này này chơi cái gì? Để ra để cho mèo nó vào là chơi thế nào? Hả? Con mèo nó chơi thế nào? Nào, hacker. Trời ơi, hacker chơi gì cho San chơi với. Trời ơi, chả cho chơi luôn. Thằng theo mà chơi với hacker, hacker không chơi với hacker nữa nhá. Rồi San ăn cơm xong còn bát chưa rửa này. Đấy, đồ đạc này. Đấy, San bây giờ này đang ở khu vực này là cái nhà trọ nhá. Đấy, cái nhà trọ. Đấy, nhìn đồ đạc này. Đấy, cho mọi người xem bên trong nhà có San này. Đấy, ở đây có khi phải đi dọn lúc nhà nó sạch sẽ thôi. Bẩn lắm, dọn nhà sạch sẽ thôi. Đó, dọn nhà nó sạch mọi người nhá. Đấy, hàng ngày hacker dọn đồ chơi nè. Như này. Như này. Cái này là rửa lau mọi người. Lau nhà. Đấy, đấy vào đây. Đồ khăn lau mặt. Cho vào đây. Đi ra phía ngoài đi. Để cái khăn lau mặt ra vào đây đã. Đấy, đang lấy khăn ở đây. Ui. Trời mưa mọi người này. Mưa vẫn yêu đời. Cái chỗ quét nhà. Nào, San nhảy không? San sang cái đồ đó chưa? Ôi trời. Đi ngủ chứ. Trời ơi. Nào dạy cho San dọn nào. Hacker lười đấy. Chân mới vừa đứng ở phía ngoài kia xong thì lại vào trong đây này, rắm lên đây. Nó đùa mà. Dọn sạch sẽ gì lại kia. Đấy. Yeah. Dọn sạch sẽ luôn. Kéo cắt vào chỗ nào đi hacker. Được một phần ở bên ngoài rồi, còn phải quét nó coi mọi người về bên trong. Đồ đạc. Nhìn lộn xộn quá hả. Cho mọi người xem nơi ở có sàn 404. Mặt nạ hacker này cất dồn vào đấy, xuống nước ngay ngắn này, đổ uống nước nấm tùm lum tà la. Đấy, quạng vào một chút cho cái này. Đây là đùm sung vào đây. Quá sao cuộn.
quần này là mặc mấy ngày nay rồi mọi người. Các bạn nhá, mưa gió thì phải tiết kiệm, không khô được mọi người. Bắt lên đây. Rồi. Để vào đây. Để đâu rồi các? Đây. Yeah. Nào, để tìm cái chổi mọi người. Đấy, cái chổi đi quét. Ôi, trời. Ồ, nhìn san này. À, nhìn hacker này. Trời ơi, đã nằm ngủ rồi. Hacker mới làm tí đó mệt rồi mọi người. À, hacker chân đầu. Để san bôi thuốc cho hacker nhá. À, bôi thuốc cho hacker mọi người. Đây. Ok luôn. Đấy, đây là hacker chơi với các bạn. Đấy, chơi rồi bị ngã. Đấy. Nên là đau. Hết đỡ đau chưa? Đấy. Tiếp tục cây quét nhà này, dọn dẹp các thứ. Rồi rửa bát. Bây giờ là San phải ra đây đi rửa bát mọi người nhá. Rửa bát này. Cái này hơi dài. Vén lại. Rửa bát các thứ. Trời, ăn từ sáng mai giờ mới rửa rồi. San lười quá. Bát vào đây. Nắm tay nhau trên đường vui ca ngày tháng. Ngày tháng bao nhiêu ngày. nhìn hacker mọi người. Hacker ăn muối không mọi người? Ở đây còn một cái bát bẩn nữa. Phải lôi ra hết để rửa mọi người. Trời rất là mưa luôn. Chả thấy cái gì. Mình đội mũ San chả thấy gì hết mọi người ơi. Hey, bây giờ đi quét nhà mọi người nhá. Đây rồi. Quét căn nhà đi. Nào. Hacker vào quét nhà xem nào. Chả chịu làm gì cả. Chỉ có ăn mới chơi. Vào căn nhà đi. Yeah. Còn chưa biết quét nhà đi. Vứt. Chờ, quét rồi. Ôi trời. Mình hacker quét nhà. Cho mọi người xem hacker quét nhà. Trời đất. Ôi dồi. Đây. Xem này. Nhìn San quét nhà này. Đưa đây. Đó. San phải quét nhà mọi người nhá, sạch sẽ. Đấy, tương đối sạch rồi. Trời mưa.
Hôm nay tem của mình đang rất là ít mọi người. Chưa tìm được nhiều tem. Có rất nhiều thiếu san rồi trà da các thứ nhiều lắm. Hacker giờ nằm ngủ. Hacker giờ ngủ hay quá. Thôi. Hôm nay anh em nhà San này mình sẽ kết thúc cái video mà đây mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhá. Xin chào mọi người.